Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Thị trường kết thúc phiên giao dịch trong một trạng thái tăng điểm, nhưng cái diễn biến trong phiên thực sự làm cho nhà đầu tư chúng ta trải qua rất là nhiều các cái cung bậc cảm xúc, từ những cái sự lo lắng khi thị trường ngay vào đầu phiên có một trạng thái là giảm điểm, nhưng đến cuối phiên thị trường lại rút chân lên và làm cho tâm lý nhà đầu tư chúng ta đại đa số sẽ cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi, và bản thân em cũng cảm thấy rất vui sau cái phiên giao dịch của ngày hôm nay. Em chỉ buồn cho anh chị em nào chúng ta ngày hôm nay khi thị trường nó đỏ, chúng ta vác hàng ra bán, và khi thị trường rút chân thì chúng ta lại không biết mua cổ phiếu gì. Còn nói về vận động các nhóm ngành thì anh chị thấy được nó đang vận động rất là ổn, nó chưa có những tín hiệu rủi ro gì để mà chúng ta phải mang cổ phiếu của mình ra chúng ta bán những cái thời điểm thị trường nó có trạng thái giảm đỏ. Thị trường đi ngang, anh chị thấy được vẫn còn rất là nhiều các cổ phiếu có trạng thái xanh, trạng thái tím. Ví dụ từ những cái cổ phiếu penny, cổ phiếu midcap hay cổ phiếu bigcap ngày hôm nay đều tăng xanh, tăng mạnh cũng khá là nhiều. Anh chị có thể nhìn thấy những cổ phiếu penny như con cổ phiếu của DS đúng không ạ? Kịch trần, con cổ phiếu của ITE cũng trong một trạng thái là kéo kịch trần. QCG, SGF, anh chị có thể nhìn thấy rất nhiều cổ phiếu tăng tốt đúng không chị? Hay những cái nhóm ngành cổ phiếu midcap, nhóm ngành có trọng số lớn hơn một chút như con cổ phiếu của GEX anh chị đúng không ạ? Kết thúc phiên giao dịch của ngày hôm nay tím trong bối cảnh thị trường chỉ đi ngang. Hay con cổ phiếu của VGC ngày hôm nay tăng 4,53%, VOS anh chị thấy không? VOS ngày hôm nay nó tăng 4,35%, hay những con cổ phiếu như GVR trong nhóm ngành VN30 nó còn tăng 3,33%, hay con cổ phiếu VLD của một cổ phiếu trong nhóm trọng số lớn tăng 4%. Thế anh chị thấy được là thị trường dù đi ngang nhưng chúng ta vẫn có cơ hội kiếm tiền rất là nhiều đúng không chị? Nên nhìn chung cái dạng thị trường hiện tại thì anh chị em chúng ta có cổ phiếu thì chúng ta phải giữ thật chặt, và tâm lý của chúng ta hiện tại chắc là mong thị trường chúng ta giao dịch cả tuần đúng không chị? Thì thực sự là gửi lời chúc mừng đến anh chị em chúng ta đang cầm cổ phiếu ở dạng thị trường hiện tại. Về cơ hội trên thị trường thì em đánh giá là sẽ có cho nhà đầu tư chúng ta mà chưa kịp mua những cái cổ phiếu. Quan trọng là anh chị em chúng ta có tiền hay không, chúng ta có phương pháp hay không, chúng ta có chấp nhận để chúng ta mua cổ phiếu đối với thị trường hiện tại hay không, hay là chúng ta lại nghe ngóng những thông tin ngoài kia, chúng ta nghe những cái chim lặng ngoài kia bảo là thị trường sập và chúng ta không dám mua cổ phiếu và chúng ta bỏ qua rất là nhiều cơ hội rồi. Nhưng chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội ở trong những cái phiên giao dịch tiếp theo. Còn đối với khách hàng của em, thực sự với anh chị là khách hàng của em cũng hết tiền rồi chị ạ, không còn tiền để mua nữa. Ngày hôm nay em cũng có khuyến nghị nhưng mà nhiều anh chị bảo là hết tiền rồi, bây giờ không biết bán cổ phiếu nào để mua, bởi vì các cổ phiếu mà em khuyến nghị trong những cái phiên trước thì nó vẫn đang tăng, nó chưa có dấu hiệu gì thì cũng không biết bán cổ phiếu nào. Thì em chỉ bảo là anh chị mà muốn mua thì bây giờ anh chị làm sao bán những cái cổ phiếu mà nó có cái sự tăng giá yếu hơn thôi, nên chị bán đi, còn anh chị em chúng ta cứ giữ cổ phiếu của mình vô tư. Còn hết tiền thì bây giờ anh chị em khách hàng của em là bây giờ chỉ ngồi im thôi, đợi cho lái người ta đưa đến đâu thì đưa chị ạ. Đấy thì anh chị em chúng ta bây giờ còn chưa xác định những nhóm ngành chúng ta vẫn còn cầm tiền hay chúng ta vẫn vào rón rén thị trường ấy, thì anh chị em chúng ta về ví dụ khách hàng của em càng sớm càng tốt, thì anh chị sẽ nhận được những cái khuyến nghị cổ phiếu trong những phiên tới, bởi vì có thể thị trường nó sẽ chỉ cho chúng ta một tuần nữa, có thể một tuần nữa hoặc cùng lắm là hai tuần để cho chúng ta còn cơ hội để mua thôi. Nếu chúng ta không vào sớm có thể thị trường nó bứt tràng cái đi là chúng ta coi như là đứng ở ngoài và chúng ta lỡ lại một con sóng trong cái năm nay chị nhá. Đấy, còn anh chị có thể xem nhiều cái kênh, xem một số người ta cứ khoe đi khoe lại một cái vài cái mã cổ phiếu người ta khuyến nghị ở cách đây có khi là một tuần hai tuần, có khi là tuần trước người ta khuyến nghị một hai mã mà người ta đưa trả đưa ra những cái vùng giá mua, chẳng hạn như con cổ phiếu A, cổ phiếu B thôi anh chị em ta, con cổ phiếu A, con cổ phiếu B mà không cho chúng ta những cái vùng giá mua, và đến khi nó tăng mạnh một cái thì lại lấy cái hình ảnh đó lên và đưa ra và nó không có vùng giá mua, nhưng mà trong cái bảng khoe lãi thì lại có cái trong cái bảng Excel thì lại có vùng giá mua. Thế chị chúng ta có theo được pháp đó? Chắc chắn anh chị em ta khi mua cổ phiếu mà chúng ta không có những điểm mua, điểm bán cụ thể thì chúng ta không thể biết được đúng không chị? Người ta cứ nói bâng quơ như vậy, đúng người ta sẽ nhận là người ta khuyến nghị chị em chúng ta, còn nếu như sai người ta sẽ bỏ qua, người ta coi như không biết, người ta chỉ bảo tôi chỉ nói bâng quơ như vậy. Thế cho chúng ta rất là khó giao dịch. Anh chị đấy sẽ có nhiều người như vậy, có khi là một hai tuần khuyến nghị cho anh chị em chúng ta một hai cổ phiếu, nhưng anh chị thấy dạng vừa rồi anh chị em ta nếu như cứ mua cổ phiếu anh chị em ta gần như có những khoản lãi, đảm bảo cho em anh chị em chúng ta mua đúng điểm thì chúng ta sẽ có những khoản lợi nhuận thôi, chứ chúng ta cứ khoe đi khoe lại một vài cái cổ phiếu mà chúng ta mua nó có chỉ là những cái cổ phiếu penny thôi, mà sóng penny vừa rồi anh chị em chúng ta đu bừa chúng ta có ăn đúng không anh chị? Quan trọng là anh chị em chúng ta mua hàng ngày và chúng ta vẫn có những khoản lợi nhuận. Chẳng hạn như hôm qua anh chị tham gia vào dung của em, thế anh chị mua con cổ phiếu UDIC. Ngày hôm qua khuyến nghị anh chị em khách hàng của em mua con cổ phiếu UDIC ở vùng giá 21.1 đến 21.15. Anh chị cứ vào dung của em và anh chị sẽ thấy những cái lệnh mà em khuyến nghị rất là rõ ràng như vậy, chứ không phải là em chia sẻ một cách chung chung là đích thế này đâu. Anh chị ạ, đích ngày hôm qua mua vào bây giờ ngày mai tăng 3,75% và khoản lãi của em đã khoảng gần 5% rồi chị nhá. Hay là trong phiên ngày hôm nay thôi em khuyến nghị con PLC. PLC thì trong cái video ngày hôm qua chị xem thì anh chị đã biết được là em bảo cái kịch bản em vẽ đây là ngày hôm nay nếu như con cổ phiếu PLC đầu phiên nó giảm và cuối phiên nó rút chân hướng lên bên trên xanh
Để xem chúng ta cũng có thể làm cái điểm để xem chúng ta có thể lấy vị thế được ở cái trạng thái test cung. Ngày hôm qua làm cây no supply đúng không chị? Anh chị có thể nhìn thấy được là thanh khoản ngày hôm nay nó có trạng thái thấp đây, nó đi đúng kịch bản thì ngày hôm nay chị em chúng ta mua. Và em báo không phải là báo thời điểm cuối phiên đâu, mà em báo từ thời điểm đầu phiên chiều khi nó ở vùng giá khoảng 36.8, 30, 36.9 đấy. Sau đó thì đến gần cuối phiên em báo mua vùng giá khoảng 37, 37.2 thì kết phiên là khách hàng của em đã có những khoản lãi nhẹ rồi anh chị ạ, chứ không phải là khoe đi khoe lại mấy cái mã cổ phiếu mua cách đây khi 1-2 tuần rồi, hay là cái cổ phiếu xa hơn một chút là con cổ phiếu gất đấy, là trước đó chị nhá, trước đó vài ngày là tức là ở cái tuần trước không đây, em khuyến nghị anh chị em khách hàng mua con cổ phiếu gất ở trong cái phiên dịch của ngày 20 của ngày 26/5, ở thời điểm đó là nó đang lên quanh vùng 5 triệu, là vùng giá khoảng 14.45 đến vùng giá khoảng 14.5. thì thời điểm đó chị lên cái kênh này của em, anh chị sẽ nhìn thấy này là em bảo anh chị này từ thời điểm 11:34 nhá ngày 26/5 tại thời điểm đó là bảo anh chị mua trước vùng giá khoảng 14.35, nhưng mà đến phiên chiều thì nó không về thì em bảo là mua vùng giá 14.5 thì em cũng mua vùng giá 14.5 thôi, và cái khoản lãi hiện tại trong cái tài khoản của em anh chị nhá là nó khoảng 13%, anh chị có thể nhìn thấy được đây đấy, 13% anh chị vào zoom cộng khách hàng của em thì anh chị sẽ nhìn được những cái giá em mua ra sao và những cái tỷ trọng em mua sao nhá. Đấy thì anh chị có thể nhìn thấy được cơ hội chúng ta có nhiều không ạ chị, chứ không phải chúng ta cứ cần gì phải ngày lấy từ mấy cái tuần trước những cái mã cổ phiếu chúng ta cứ nói bông quơ những cái mã cổ phiếu penny và chúng ta cứ quay đi quay lại để làm gì, đúng không ạ? Quan trọng là chúng ta phải hàng ngày chúng ta mua những cái mã cổ phiếu có thể có những cái khoản lợi nhuận cho chúng ta nếu chúng ta đánh tích đánh nước tên cộng đó chị, chứ làm sao mà anh chàng chúng ta cầm những cái cổ phiếu cách đây 2-3 tuần đến bây giờ chúng ta không mua được, đúng không ạ? Đấy thì anh chị tham gia vào dung của em thì chỉ có cơ hội thôi, là anh chị em chúng ta sẽ là người lên tàu đầu tiên, báo với chị em chúng ta sớm nhất để chúng ta có những vùng mua tốt nhất, còn anh chị em chúng ta phải vào sớm. Cái này thì em đã nói với anh chị em chúng ta từ rất lâu rồi đấy, bảo anh chị em chúng ta phải vào sớm dung của em, khi thị trường cân bằng xong thì em sẽ là những người đưa cho anh chị đầu tiên ở thời điểm đây anh chị này, thời điểm nó vẫn chưa rất là mập mờ đây này. Từ cái phiên nó có một cái xác nhận là nó ở đây anh chị này, đấy nó phủ nhận đây, là em đã bảo anh chị em chúng ta tham gia vào dung của em thì anh chị tham gia sớm vào đấy thì anh chị sẽ nhận được những khuyến nghị sớm nhất. Thì anh chị tham gia vào từ đoạn trước của em thì gần như là đã full hết cổ phiếu rồi, bây giờ không mua được cổ phiếu nữa chị. Thế còn bây giờ anh chị vào nó có thể là hơi muộn một chút nhưng nó vẫn còn cơ hội, nhưng mà anh chị em chúng ta vẫn còn cân nhắc, chúng ta đong đếm có thể là đến cái phiên giao dịch 1-2 tuần nữa chị em chúng ta mới thấy hay mình vào, thì có thể lúc đó em không biết khuyến nghị cho anh chị em chúng ta cái gì nữa, có khi anh chị em chúng ta phải ngồi chơi. Đấy anh chị em chúng ta vào sớm, anh chị Trường có tài khoản tại công ty chứng khoán VPF TCB, anh chị đảm bảo cái điều kiện về NAV, tức là cái NAV nó không quá là lớn đâu so với anh chị em chúng ta quá là nhỏ đấy, hoặc anh chị có thể tham gia dưới thức dung túng phí, anh chị tham gia một cái thì anh chị có thể có cổ phiếu tham chiến. Còn nếu như chúng ta cứ đứng ở ngoài, bây giờ chúng ta cứ sợ sập hay chúng ta cứ vẫn còn những cái sự hoài nghi thì thực sự của anh chị em chúng ta là chúng ta có thể bỏ lỡ cái con sóng sắp tới nhá. Đấy anh chị nhớ bỏ một chút thời gian ra để like video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho những cái chia sẻ của em chị nhá. Thì phần sau video cũng sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta cái nhóm ngành mà em đang đánh giá là rất có thể trong những phiên giao dịch tới sẽ cho chúng ta những cái để mua để anh chị em chúng ta phải chú ý đặc biệt đối với những cái cổ phiếu đó chị nhá. Đấy thì bây giờ em sẽ phân tích cùng anh chị em chúng ta. Thì ngày hôm nay về cái mặt điểm số thị trường thì chị thấy được là thị trường nó tăng 3 điểm thôi, tăng nhẹ 3 điểm thôi. Và cái thực ra cái trạng thái tăng ấy nó kéo ở phiên ATC là nhiều chị ạ. Bởi vì trước thời điểm ATC nó đây chị này, ATC nó chỉ ở vùng giá khoảng 1076 thôi. Đấy, kết phiên nó kéo lên vùng giá 78, tức là kéo thêm 2 điểm đối với thị trường của chúng ta. Còn thực ra trước đó nó chỉ là đi ngang thôi. Nhưng chị biết được là ngày hôm nay đi ngang nhưng mà cổ phiếu xanh tím cũng rất là nhiều. Vận động của thị trường thì chị có thể nhìn thấy được một điều rất là rõ ràng thôi, là thị trường của chúng ta ngày hôm nay là đầu phiên giảm và cuối phiên rút chân đi lên bên trên nhá. Đầu phiên giảm và cuối phiên rút chân đi lên bên trên, nó tạo ra một trạng thái là rũ bỏ, nó tạo ra một trạng thái rũ bỏ trong phiên đấy, nó trạng thái rũ bỏ nhà đầu tư chúng ta yếu bóng vía trong cái phiên giao dịch. Cùng với đó ngày hôm nay chị nhìn giúp em một cái trạng thái đó trên cái thanh khoản thị trường chúng ta ngày hôm nay. Thanh khoản của chúng ta ngày hôm nay nó đang cho một thấy một trạng thái là thanh khoản đang có sự thấp đi hơn so với cái phiên giao dịch của ngày hôm qua nhá. Thanh khoản ngày hôm nay đã bắt đầu có dấu hiệu là thấp hơn so với phiên dịch của ngày hôm qua. Thì đây là một cái điểm mà em đánh giá là tốt nhé. Đây là một điểm em đánh giá tốt. Nó cho thấy được là cái lực cung ra, cái lực cung ra trên thị trường nó đã bắt đầu có những dấu hiệu suy giảm đi sau cái yếu tố là rũ bỏ trong phiên ngày hôm nay. Đấy. Nhìn chung thì em đánh giá đây là một vận động tương đối là tốt của thị trường chúng ta trong một cái quá trình tích lũy. Bởi chúng ta nhìn trong quá trình tích lũy thì chúng ta cần quá trình là cái vô nó phải thấp hơn đi một chút, thì ngày hôm nay đã thấp hơn cái phiên dịch của ngày hôm qua rồi, thì đó cũng là một cái điểm tốt cho thị trường của chúng ta nhá. Đấy thì với cái phiên giao dịch của ngày hôm nay đấy, thì anh chị có thể nhìn thấy được là thị trường đang có những cái dấu hiệu là bắt đầu siết dần cái biên vào rồi trẻ.
Thị trường ngày hôm nay bắt đầu siết dần cái biên rồi, trong những phiên trước anh chị thấy không ạ? Nếu chị nhìn kỹ, bắt đầu cái biên giao dịch nó bắt đầu nó thấp trở lại, và khi thị trường của chúng ta càng siết được biên vào, các cái giá đóng cửa nó càng nằm sát ở đây nhá, càng sát vào nhau và nó siết biên vào và cái vô nó cứ thấp đi, thì đó là một trạng thái tích lũy rất là tốt và thị trường của chúng ta rất là dễ có khả năng để vượt tăng, được chưa? Bởi vì khi mà thị trường siết biên này, vô nó thấp, nó cho trạng thái là nhà đầu tư tổ chức họ đang cầm những cái lượng hàng trong tay nhiều, họ kiểm soát được cuộc chơi rồi, ít nhỏ lẻ đu bám rồi, đúng không ạ? Nhỏ lẻ đu bám nhiều thì nó mới tạo ra những cái trạng thái vận động bị hỗn loạn trong phiên, nó tạo ra cái việc là bị biến động của những cây nến. Nhưng mà khi mà nhà đầu tư tổ chức họ đã kiểm soát rồi thì anh chị sẽ thấy được là người ta sẽ kiểm soát trong cái vùng giá, thì càng siết lại cái vol càng thấp, thì đó là những cái điều rất là tốt và thị trường nó đang làm được, nó đang siết dần cái biên vào đó chị nhá. Đấy, thì theo quan điểm của em, thị trường có thể sẽ mất từ 2 đến 3 phiên để đi ngang siết tiếp cái nền giá đây, và cái khả năng thị trường sẽ bật tăng đi tiếp sẽ rất là cao. Đấy, thì đó là những cái cơ hội, có thể là đó những cái cơ hội mua điểm mua tốt nhất cho nhà đầu tư chúng ta mà chưa kịp mua cổ phiếu. Kịch bản nó có thể như sau nhá. Ngày mai thị trường của chúng ta tiếp cái đà ngày hôm nay, có thể ngày mai sẽ tiếp tục nó kiểm định lại vùng giá khoảng 1080 điểm. Sau đó nó sẽ có một cái phiên dịch nữa chị nhá, để test lại vùng giá khoảng 1071 này, 1070 này. Thì nếu như quá trình test đó mà nó chỉ cần rút chân lên bên trên thôi, giảm xuống cũng được, rút chân lên là giống như này chị này. Nên nó có thể tăng lên này, điều chỉnh test lại này. Đấy, và một phiên rút chân lên một cái vô thấp thì rất có thể thị trường của chúng ta lại tiếp tục sẽ chinh phục những vùng giá tiếp theo. Thì làm sao cho chúng ta phải tranh thủ những cái đoạn ở đây, rung lắc đây chúng ta mua, chứ không phải là rung lắc để chúng ta bán cổ phiếu nhá. Anh chị phải nhớ cho em điều như vậy. Anh chị em chúng ta đừng có bán cổ phiếu mình ra, anh chị bán đi thì anh chị em chúng ta không biết mua lại kiểu gì đâu. Anh chị chú ý cho em điều như vậy. Đấy, thì có thể thị trường nó sẽ test trở lại và nó sẽ vòng lên bên trên, thì khi đó là anh chị em chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta có thể mua ở những cái thời điểm nó test lại. Và có nhiều trường hợp nhé chị nhá, có nhiều trường hợp là thị trường của chúng ta nó còn không đi theo kịch bản mà em đang mong đợi cơ, mà ngày mai nó kéo ngay lên bên trên. Tức là ngày hôm nay nếu như chị cho chúng ta xác định nhá, xác định theo kỹ thuật thì ngày hôm nay cũng là một phiên test khung ba nhá. Tức là ngày hôm qua chị có thể nhìn thấy được là một phiên đâu sắp lại đấy, những cái vô nó hơi to thôi, chỉ một điều là vô nó hơi to thôi. Đấy, thì có thể ngày hôm nay nó hướng lên lên bên như vậy đúng không ạ, một cái phiên test cùng, thì có thể ngày mai sẽ phi ngay, nó cũng hoàn toàn có thể xảy ra chị nhá. Nhưng em đang mong muốn thị trường nó sẽ tích lũy đi ngang trở lại hơn, thì khi đó chị ạ, thì khi đó thị trường chúng ta nó sẽ bền vững hơn, cái vô nó thấp hơn lại một chút, thì khi đó anh chị em ta mua nó sẽ là ok hơn, được chưa? Đấy, thì nhìn chung kịch bản nào xảy ra thì bây giờ đối với khách hàng của em thì cũng khá là ok rồi, có ngày mai nó có tăng ngay cũng chả vấn đề gì cả, bây giờ ôm hết hàng rồi có vấn đề đúng không chị? Còn nó tích lũy trở lại thì anh chị em chúng ta mà vào sau, anh chị em khách hàng mà vào sau thì có thể em sẽ báo anh chị em chúng ta những cái điểm mua, được chưa? Đấy, thì anh chị hãy tranh thủ những cái nhịp ở phía sau này để anh chị em chúng ta tìm kiếm những cái cổ phiếu đi, để chúng ta tham gia đi, chúng ta đừng có đợi đến khi mà thị trường nó tăng hẳn lên rõ ràng lên thì anh chị em chúng ta mới mua. Đấy, có nhiều anh chị em chúng ta rất là hay, anh chị bảo là thị trường đang ở vùng 1080 anh chị em chúng ta thấy khó để mua. Đấy, có nhiều anh chị em bảo như vậy và tham gia dung của em cũng không giao dịch đấy, và cứ bảo 1080 là rủi ro, trong khi cả đoạn đây người ta kiếm tiền là mầm đúng không chị? Thì chúng ta cứ nhìn vào VN-Index để chúng ta đánh, thì chúng ta mua luôn cả rổ VN-Index đi, chúng ta đánh đi, chúng ta mua cái quỹ ETF chúng ta đánh đi đúng không chị? Chúng ta đánh cổ phiếu làm gì? Anh chị có thể nhìn thấy được thị trường nó vẫn xanh tím như như ngả dạ đấy đúng không chị? Quá là nhiều như vậy, thì chúng ta nhìn vào cái điểm số thị trường nó đi ngang cả một đoạn ở đây, nó lên quanh đây mà chúng ta bảo rủi ro, thế là chúng ta có bỏ lỡ con sóng. Thế để đến khi thị trường mà tăng lên vùng giá 1100 thì chúng ta bảo thị trường tăng cao quá rồi và chúng ta không mua nữa, hay là tăng lên vùng giá 1200 đúng không ạ? Nên chúng ta nhìn vào thị trường là một phần, chúng ta chỉ cần đánh giá thị trường nó đang ổn rồi, anh chị em chúng ta hãy tìm cổ phiếu chị mua đi. Thị trường chúng ta chỉ dành cho anh chị em chúng ta mà muốn đánh cổ phiếu trụ ấy thì chúng ta mới nên nhìn vào cổ phiếu, nhìn vào thị trường nhiều chúng ta đánh. Còn anh chị thấy được cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ, nó không cần yếu tố thị trường nhiều, thị trường chỉ cần ổn định thôi là nó có cơ hội đi lên, anh chị hiểu chưa? Đấy, anh chị phải chú cho em điều như vậy, chúng ta đừng có chú trọng nhiều vào yếu tố thị trường, trong bối cảnh trường đang ổn rồi thì hãy tìm cái cổ phiếu cho em. Đó là cái lưu ý mà em muốn gửi tới anh chị em chúng ta. Còn có một số anh chị sẽ bảo là thị trường hiện tại thì anh chị đang nhìn thấy được là nó có cái trạng thái là rất nhiều cổ phiếu penny chạy, thì nó có nhiều rủi ro hay không và thị trường có đạt đỉnh hay không? Thì em trả lời với anh chị em chúng ta là penny nó chạy trong hai cái đoạn, thứ nhất là đoạn thị trường đang tích lũy, thứ hai thị trường chúng ta đang có quá trình phân phối. Thế thì đối với bối cảnh thị trường hiện tại thì anh chị nhìn thấy rõ ràng là thị trường của chúng ta nó đã tăng gì đâu, mà nó có phân phối, nó có hưng phấn gì đâu anh chị, nó đang trong quá trình tích lũy đúng không ạ? Thì khi thị trường của chúng ta trong quá trình tích lũy thì cái dòng tiền chị biết được nó không thể đủ khỏe được để nó kéo được những cái cổ phiếu trụ lên, thì khi đó cái dòng tiền nó yếu, nó phải chảy sang cổ phiếu mid cap, chảy sang cổ phiếu penny nó kéo, anh chịu chưa? Nó phải chảy sang những cổ phiếu đó để nó kéo.
Thì đó là cái lý do vì sao mà những cái cổ phiếu penny nó được kéo trong cái quá trình thị trường chúng ta đi ngang vừa rồi. Nên kể cả ngày hôm nay cũng có một số anh chị hỏi em bảo không có vấn đề gì đâu, anh chị em chúng ta cứ cầm cổ phiếu bình thường đi, chúng ta đừng có nghe ngoài kia người ta cứ bảo là cổ phiếu penny chạy thị trường đạt đỉnh, thị trường nó vẫn đang tích lũy mà anh chị, tích lũy thì tiền yếu nó cũng không thể kéo được, nên cho chúng ta phải yên tâm được chưa. Có nhiều anh chị ngày hôm nay cũng nhắn với em thì em bảo yên tâm đi, cứ giữ cổ phiếu của mình đi, đừng có bán. Còn nếu như em mà thích xoay phí đúng không ạ, em bảo anh chị em chúng ta bán đi, bán hết đi, mai lại mua cổ phiếu khác, em không làm như vậy. Anh chị cứ giữ à, anh chị tham gia Zoom hang của em không bao giờ bảo anh chị em chúng ta mua bán quá nhiều nhá. Ai hỏi em bảo giữ đi, giữ cổ phiếu đi, không phải bán đâu anh chị, bởi vì nó đã vào trend rồi, có lý do gì mà bán, giữ thì mình kiếm được tiền đúng không anh chị. Đấy, còn khi mà thị trường nó xấu thì em bảo bán là em sẽ bảo bán thôi, còn thị trường tốt thì em cũng sẽ không mà bảo anh chị em ta bán một cách nó bừa bãi đâu. Đấy, anh chị em ra tranh thủ nhá, vào sớm của em, anh chị nhớ bỏ một chút thời gian để like video cũng như đăng ký kênh, nếu như những cái chia sẻ của em nó thực sự là mang đến những cái giá trị, mang đến những cái góc nhìn tốt cho anh chị em ta trong cái quá trình đầu tư với bối cảnh thị trường hiện tại. Bây em sẽ phân tích của anh chị em ta một số cái nhóm ngành được chưa. Nếu anh chị em chúng ta chú ý đặc biệt cho em nhóm ngành cổ phiếu của đầu tư công nhá, hai nhóm ngành cổ phiếu đầu tư công và nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán, em nhìn thấy là rất dễ ngày mai nó có thể sẽ bật tăng. Đấy, đầu tiên sẽ phân tích nhóm ngành cổ phiếu đầu tư công nhá, anh chị chú ý kỹ cho em. Đấy, còn bất động sản thì em đang đánh giá là cái khả năng nó bật tăng ngày mai nó sẽ khó hơn. Đấy, bởi vì cái nền giá nó chưa đủ, nhưng đầu tư công và chứng khoán thì em đánh giá là có thể. Đầu tiên nhóm ngành đầu tư công này, anh chị nhìn cho em những con cổ phiếu nhá, những con cổ phiếu của LCG. LCG thì anh chị chúng ta có thể nhìn được một cái yếu tố gì ạ? Ngày hôm nay nếu chúng ta nhìn có thể đây là một phiên test cung cổ phiếu LCG, nhưng có thể ngày mai chị nhá, có thể ngày mai con cổ phiếu của LCG nó tiếp tục đầu phiên nó giảm xuống anh chị nhá, nó tiếp tục một test lại vùng giá khoảng 13.18 ở đây này. Và sau đó chị nhá, và sau đó này, và sau đó cuối phiên nó rút chân lên bên trên, tiếp tục đóng nến xanh ở cái vùng giá khoảng 13.6 thôi, thì anh chị em ta mạnh dạn vào mua cho em được nhá. Và có thể với cái trạng thái ngày hôm nay, ngày mai có thể tăng ngay, cũng có thể xảy ra gì nhá. Đấy, cũng có thể là phiên dịch của ngày mai nó sẽ tăng ngay. Đấy, bởi vì ngày hôm nay chị thấy nó test nhưng cái vốn bán của nó không ở trạng thái cao đâu. Đấy, ngày hôm nay nó giảm cả phiên nhưng mà cuối phiên nó mới giúp anh chị nhìn vào cái vùng giá, anh chị thấy này anh chị ạ, nó giảm gần như cái vùng giá bên dưới này, tức là nó thủng đi cái vùng ít nhất là vùng giá khoảng 10 14 cái vùng nền giá đây đấy, và nó giảm xuống bên dưới, nhưng cái áp lực bán ngày hôm nay rất là thấp và cuối phiên rút chân lên như vậy thì có thể nếu như tốt thì ngày mai sẽ kéo ngang anh chị nhá. Đấy, bởi vì nó có quá trình là test ngày hôm nay rồi đấy, mặc dù kết phiên nó không kéo được giá giá tham chiếu nhưng có thể ngày mai sẽ kéo. Đấy, còn nếu như trong một trạng thái là ngày mai nó tiếp tục đầu phiên nó giảm xuống và cuối phiên rút chân thì anh chị em chúng ta hãy mua cho em nhá. Chú cho ngày mai nếu như nó test về vùng giá khoảng 13.2 mà nó rút chân lên ngay và cái vôn vào thì anh chị em chúng ta cũng có thể tham gia được. Đây là điểm mua gia tăng cho anh chị em chúng ta, hoặc là anh chị chúng ta cũng có thể mua mới được, được chưa? Bởi vì nó đã có những cái phiên bứt ở đây rồi. Đây bây giờ đang có quá trình tích lũy đây. Đấy, và rất dễ là sẽ có quá trình đi, thì hãy chú ý con cổ phiếu là LCG được nhá. FCN thì chúng ta sẽ không có những điểm mua nữa. Đấy, anh chị lưu cho em được như vậy. KSP. KSP là một cổ phiếu mà anh chị em chúng ta cần phải chú ý trong cái phiên giao dịch của ngày mai. KSP hiện tại thì anh chị có thể nhìn thấy được nó test lại cái vùng hỗ trợ vùng giá khoảng 26.3, 26.4 đây anh chị đó. Cái điểm thông thường nha anh chị, chúng ta mà học kỹ thuật ấy, anh chị sẽ để ý thấy nó sẽ test về cái cây nến đỏ đầu tiên trong quá trình đi lên này. Đấy, thì nó sẽ test về đây này. Đấy, thì anh chị động nó đã test vài lần đây. Đấy, và ngày hôm nay tiếp tục test. Và quá trình test ngày hôm nay chị nhìn thấy một cái điểm tốt ấy là con cổ phiếu của KSV nó đang trong một trạng thái là cái thanh khoản thấp đi. Đang trong một trạng thái là thanh khoản thấp đi thì chỉ cần ngày mai con cổ phiếu KSV tiếp tục nó test về vùng giá khoảng 26.4 và nó rút chân lên bên trên thôi, vòng cung lên bên trên thôi, thì anh chị em chúng ta có thể mua được con cổ phiếu của KSV, và rất dễ sau đó KSV nó sẽ có những cái phiên bứt khỏi cái nền giá đây. Và con KSV là một trong những con cổ phiếu hiếm hoi của những ngành đầu tư công nó chưa bứt thoát được khỏi cái vùng nền giá hiện tại mà anh chị em ta cần phải lưu ý chị nhá. Nó đang tạo ra được một cái vùng nền giá đây tương đối là tốt rồi. Đấy, thì anh chị em ta phải chú ý đặc biệt cho em con cổ phiếu của KSV, được chưa? KSV là cổ phiếu anh chị em chúng ta nên chú ý. Tiếp theo anh chị chúng ta có thể chú ý được con cổ phiếu của VCG nhá. VCG thì cũng vậy, nhưng mà nó đang hơi yếu hơn một chút thôi, nhưng anh chị em chúng ta cũng có thể chú ý được, thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là trong cái phiên test ngày hôm nay con cổ phiếu của VCG thì nó cũng là một trạng thái gì ạ? Thanh khoản thấp đi, được chưa? Thanh khoản thấp đi là một điểm tốt, thì chỉ cần phiên dịch của ngày mai thôi, con cổ phiếu của VCG nó tiếp tục nó test về vùng giá khoảng 20.7. Đấy chị ạ, nó thường nó sẽ test về cây nến đỏ đầu tiên 20.7 và cuối phiên nó chỉ cần rút chân hướng lên bên trên thôi, thì đó là điểm anh chị em chúng ta hãy tham gia vào cổ phiếu của con VCG cho em. Và rất có thể sau cái phiên đó thì con cổ phiếu VCG nó cũng sẽ đi. Đấy, thì đó những anh cổ phiếu đầu tư công ngày mai chị em ta hãy lưu ý đặc biệt cho em.
thì rất dễ những ngành này nó sẽ có những cái điểm mua cho anh chị em ta, và biết đâu đấy ngày mai nó giảm ngay đầu phiên và nó rút chân ngay lên và nó kéo ngay điểm sàn, thì anh chị em ta phải chú ý đặc biệt những ngành đầu tư công nhá. Những con cổ phiếu còn nền giá như vậy thì hãy chú ý cho em, còn những con cổ phiếu như PLC ngày hôm nay anh chị em ta phải mua rồi. Đây cái kịch bản ngày hôm qua vẫn đang vẽ đây. Anh chị chúng ta mở lên cái video của em thì anh chị sẽ thấy được nhá. Đấy ngày hôm qua đã vẽ rồi và ngày hôm nay nó là một cây nến test cung 3 cũng khá là đẹp đúng không chị? Ngày hôm trước là một cây nâu sắp lại ba test cung 3. Thế chị tham gia khóa của em ấy, thế chị sẽ được học cây nến test cung 3 gì hay cây nến nâu sắp lại 3 gì. Nên chị em tham gia khóa học thì anh chị sẽ biết cái kiến thức đó chị nhá. Khóa của em thì sẽ diễn ra vào tháng 6, đó là trong tháng này. Hiện tại thì em cũng đang lên cái lịch để sẽ gửi đến cho em mà đăng ký. Đấy thì anh chị em ta mà chưa đăng ký thì anh chị chúng ta đăng ký. Đấy chị em chúng ta có những kiến thức, anh chị em ta sẽ tự chiến đấu được trong một bối cảnh thị trường đang tốt hiện tại. Chúng ta sẽ biết mua cổ phiếu này mua cổ phiếu kia, khi nào mua anh chị em ta, khi nào anh chị em ta bán, chúng ta có nhiều cơ hội chúng ta mua mà anh chị, nên chị phải chú ý cho em cái điều như vậy nhá. Tham gia đồng hành thì anh chị em chúng ta có những kiến thức, nhiều khi những cái giá mà anh chị bỏ ra để mua khoa học đó anh chị em chúng ta dùng cho cả đời và chúng ta còn tránh được đi rất là nhiều các cái mắc đúng không ạ. Anh chị chúng ta phải nhìn rộng hơn một chút về cái điều đó chị nhá. Anh chị yên tâm, những cái kiến thức của em nó cực kỳ thực chiến và anh chị em chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta áp dụng rất là nhanh trên cái bối cảnh thị trường hiện tại thôi. Đấy là nhóm ngành cổ phiếu của đầu tư công nhá. Đấy những cái con cổ phiếu hay con cổ phiếu của HV thì cũng được anh chị nhá. HV cũng được, nhưng anh chị lưu ý cho em là HV ngày mùng 7 tháng 6 nó sẽ có cái lịch chia cổ tức. Đấy, nếu như chúng ta xác định cầm cổ phiếu HV bây giờ ấy, thì anh chị em chúng ta sẽ phải xác định là sẽ cầm và ăn hẳn cái cổ phiếu của ăn hẳn cổ tức con cổ phiếu HV nhá. Đấy. Đấy, nên chúng ta hãy xem xét kỹ cho em. HV thì nó đang có trình test lại đỉnh thôi. Sau khi nó bứt qua nó đang test lại đỉnh thôi. Thì ngày mai nó chỉ cần giảm về đây và nó hướng lên bên trên thôi, này anh chị em chúng ta cũng có thể mua được đúng không, cổ phiếu của HV. Đấy trong test này vùng giá ở đỉnh nó khoảng giá 14.4 thôi. Đấy. Thì ngày mai nó giảm về vùng giá 14.4 và cuối phiên nó tiếp tục rút chân xanh lên bên trên thì anh chị em chúng ta có thể lấy được và chị đúng không ạ? Cái vô nó kia là một điều rất là tốt. Đấy, thì nhìn chung là đầu tư công là nhóm ngành mà em đang muốn anh chị em chúng ta phải đưa những cái con mắt của mình chú ý kỹ giúp em, nhóm ngành cổ phiếu đầu tư công nhá. Thì chúng ta đừng có thấy ngày hôm nay nó giảm như vậy và chúng ta sợ, giảm mới là cơ hội để chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta mua những giá tốt. Còn bây giờ nó cứ kéo lên thì chúng ta mua kiểu gì, đúng không anh chị? Đấy nên chị lưu ý cho em nhé. Tiếp theo là chị chú cho nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán. Và nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán thì ngày hôm nay em thấy con cổ phiếu của SSD nó đang vận động đúng như những cái gì mà em chia sẻ trong cái video ngày hôm qua với anh chị em chúng ta, và có thể con cổ phiếu SSD ngày mai nhé, nếu như trong một cái bối cảnh tốt thì có thể con SSD ngày mai sẽ tăng. Thị trường nếu như ngày mai bứt qua 1080 thì SSD nó sẽ bật tăng. Đấy, ngày hôm qua chị thấy được em vẽ nó đang đi siết dần cái biên độ và ngày hôm nay chỉ cần một phiên xanh hướng lên, và cái vôn ấy, ngày hôm nay cái vôn của nó thì thực sự là nó cũng chưa được thấp cho lắm, nhưng mà có thể nó ngày mai sẽ tăng nếu như cái bối cảnh thị trường tốt, được chưa? Còn nếu như nó cân bằng được đây giống như thị trường này, nó lại đi ngang ở đây, sau đó nó test lại đáy thêm một lần đây, thì anh chị em ta có thể sẽ có những điểm mua tiếp theo đối với cổ phiếu của SDI, được chưa? Đấy thì nhìn chung là con SDI đang đi đúng như kịch bản mà ngày hôm qua em vẽ cho anh chị em chúng ta rồi, thì ngày hôm nay anh chị em chúng ta có thể lấy vị thế cũng được. Và nó có test lại thì chúng ta đừng có bán và chúng ta có thể mua thêm được ở đây, được chưa? Nó có thể sẽ test lại vùng giá khoảng 23 thì đó cơ hội để chúng ta mua, được chưa? Anh chị lưu ý cho em điều như vậy nhá. Nó đang gì? Nó đang nâng đáy rất là đẹp rồi, được chưa? Chúng ta có lý do gì chúng ta bán? Nó có thể sẽ test thêm ở đây một chút thôi. Và khi nó siết ở đây thì anh chị chúng ta nhá, nó to the moon thì chúng ta đừng đùa, được chưa? Thì khi đó nó có thể là bay lên bên trên, nó có thể về vùng giá khoảng 25.x, được chưa? Đây những con cổ phiếu của SD thì đánh giá là khá là ổn. HCM thì ngày hôm nay cũng là một cái phiên nó rút chân hướng lên bên trên cái vùng thấp, thì có thể HCM ngày mai cũng sẽ đi chị nhá, có thể HCM ngày mai nó cũng sẽ có những trạng thái nó bật tăng đấy. Đấy thì nhìn chung nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán nó đang vào một cái thế để nó bứt, thế thì nếu như nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán mà nó đang vào một cái thế bứt như này thì em đang nghĩ là có thể ngày mai thị trường ra nó vượt ngay 1080 cũng có thể xảy ra anh chị nhá. Đấy thì chúng ta sẽ chờ đợi phiên ngày mai, nhưng mà em đang nhìn thấy cái thế nhóm ngành chứng khoán hiện tại thì nó cũng đang rất là anh chị ạ, ngày hôm nay đều nó hướng lên bên trên này. Đấy ngày hôm nay đều hướng lên bên trên thì rất là đẹp đúng không chị? Biết ai thì em vẫn đang giữ thôi, quá tuyệt vời biết ai chị ạ. Mua được đây gồng ngãi thôi, đoạn này thì anh chị chúng ta chỉ gồng ngãi cho em thôi, được chưa? Có mỗi cái việc đơn giản thôi, mua cổ phiếu và xóa và quên mật khẩu đi, được chưa? Đợi đến bao giờ thị trường nó ok thì chúng ta, bao giờ có thị trường có chúng ta có xấu thì chúng ta mới vào cái mục chúng ta lấy lại mật khẩu nhá. Bây giờ chúng ta cứ suốt ngày chúng ta bám bảng có thể chúng ta lại bán mất cái cổ phiếu của mình, rất là đáng tiếc. SDS ngày hôm nay cũng là một phiên vòng hướng lên bên trên này, đấy có thể sẽ test lại đây chị. Nếu như nó test lại đây thì anh chị em ta cứ mạnh dạn múc cho em nhé. Nó giống như đây chị này. Đấy nó vòng lên bên trên, nó test lại cái vùng đáy. Đấy nó hướng lên bên trên thì hãy mua cho em, được chưa? Đấy thì con cổ phiếu SSS hiện tại cũng khá là ok. Nhìn chung thì chứng khoán thì vẫn rất là đẹp thôi. Và anh chị em chúng ta có thể là phiên ngày mai nó tăng ngay thì chúng ta có thể tham gia, nhưng mà điểm nổ chúng ta chỉ tham gia một tỷ trọng nhỏ thôi. Hoặc là an toàn đấy chị em chúng ta đợi cho nó có trình test lại nhé. Đấy test lại thì sẽ là điểm mua an toàn hơn.
chứng khoán thì khá là đẹp. FTS thì chúng ta sẽ không có những điểm mua nhé. MBS thì chúng ta cũng có thể là đợi cho test về vùng giá khoảng 18.2 nhá. 18.2 thì anh chị em chúng ta có thể chú ý được. Con cổ phiếu của SS thì nó vùng giá khoảng 11.4, 11.5 để test về đấy thì chúng ta cũng có thể xem xét được. Nhìn chung đấy anh chị đúng không ạ? Nhưng mà chứng khoán nó đang nâng đáy quá đi, được chưa? Có lý do gì mà chúng ta phải bán cổ phiếu của mình? Bây giờ anh chị em chúng ta đặt câu hỏi là anh chị em chúng ta bán cổ phiếu của mình đi, thế anh chị mua cái gì? Đấy. Được chưa? Đừng có thấy thị trường nó đỏ mà chúng ta sợ, và trong cái bối cảnh thị trường nó đi ngang ấy. Nhớ chị nhá, trong bối cảnh thị trường mà vào uptrend ấy thì anh chị sẽ để ý một cái trạng thái là cứ đầu phiên giảm và cuối phiên tăng. Còn khi mà thị trường chúng ta trong quá trình nó giảm giá phân phối ấy, thì đầu phiên tăng và cuối phiên giảm. Đấy, nó sẽ ngược nhau. Đấy là một cái tip mà anh chị em chúng ta có thể lưu ý được chị nhá. Đấy, còn vốt ngày hôm nay cũng bảo anh chị em cái hàng lấy nhưng mà nó kéo tăng khá là nhanh. Thì thời điểm đó em bảo lấy vùng giá khoảng 11.7. Đấy, 11.7 thì vừa nói xong tầm 1-2 phút nó kéo ngay. Thì cũng không anh chị em nào chúng ta mua kịp cái thời điểm đó. Có một số anh chị thôi, có một số anh chị thì mua kịp nhưng mà đa số thì cũng không kịp. Đấy. Thời điểm đấy anh chị ạ, ngày hôm nay chị mua được vùng giá bên dưới là 11.7 này. Thì kết phiên thì anh chị chúng ta cũng có ngay khoảng lãi khoảng hơn 2% trong phiên. Đấy cái sự thật. Và em cũng mua cổ phiếu của Vốt anh chị nhá. Em còn mua vùng giá 11. Em còn mua con Vốt ở vùng giá 11.75. Đấy. Em khuyến nghị ra sao thì em cũng sẽ mua, bởi vì phải đồng hành với anh chị khách hàng mà. Đấy chị nhá. Đấy, nhìn chung là thị trường của chúng ta nó vẫn khá là ổn thôi. Đấy là hai cái nhóm ngành mà em đang trọng tâm với anh chị em chúng ta. Chú ý nhóm ngành đầu tư công ngày mai cho em nhé. Đấy, bất động sản lý do vì sao đấy anh chị nhìn thấy không ạ? Nhưng con cổ phiếu như DXG, cái nền giá của nó vẫn thực sự với anh chị là nó cũng chưa đủ tốt để em có thể tin tưởng được là em sẽ mua con cổ phiếu của DXG. Đấy, em đang cần nó siết thêm khoảng 2 phiên nữa thôi. Bây giờ thị trường của mình chỉ cần 2 phiên giao dịch nữa thôi. 2 đến 3 phiên giao dịch nữa thôi là anh chị em chúng ta sẽ có những cái điểm mua thực sự là điểm mua cuối cùng nhá. Đấy, DXG chỉ cần có những phiên test lại đây thôi. Nó chỉ cần giảm test lại đây thôi thì anh chị tin không? Tiền nó vào đây nó múc rất là nhiều. Đấy, và rất dễ sẽ đi lại phía sau nhá. Nó giống như anh chị này, nó tạo ra một cái vùng nền giá như đây này. Đấy thì khả năng nó sẽ đi tiếp rất là cao. Thế anh chị lưu ý cho em. Bất động sản thì chờ khoảng 2 đến 3 phiên tới được chưa? Đấy. DG thì chờ khoảng 2 đến 3 phiên tới test lại vùng giá khoảng 14.8 đến 14.9. DG thì nó quá là điên rồi. Con cổ phiếu của SEO này thì thực sự với anh chị là em cũng bán đi ngày hôm qua. Đấy, thì bây giờ anh chị em ta muốn mua lại đúng không ạ? Anh chị em ta muốn mua lại thì có thể mua. Nếu như phía phiên giao dịch của ngày mai con cổ phiếu của SEO đầu phiên nó giảm và cuối phiên rút chân xanh lên bên trên nhá, là anh chị chúng ta có thể mua được cho em. Đấy, bởi vì anh chị thấy được là hai phiên giao dịch gần đây là cái vol nó đã bắt đầu thấp đi rồi. Vol thấp là một tín hiệu tốt đúng không ạ? Ngày hôm nay nó có áp lực cái cây nổ về ở đây, nhưng mà nó không bị bán quá là nhiều thì đó là một điểm tốt. Thì ngày mai chỉ cần một cây nến xanh hướng lên bên trên thì có thể sau đó con này nó có thể là sẽ bứt anh chị nhá. Nó đã có mất quá nhiều thời gian ở cái vùng đỉnh này rồi. Thì nó chỉ cần bứt ở đây thì biết đâu đấy đúng không ạ? Nó bứt đi một cái nó chạm vào cái trạng thái như cái năm ngoái, cái trần dần dần nhá. Đấy thì sell anh chị chúng ta có thể chú ý được ngày mai nếu như nó có test về cái vùng ở giá bên dưới được chưa? Nó test về vùng giá khoảng 26.3, 26.2 mà rút chân lên thì chúng ta có thể chú ý được nhá. Còn đối với những cổ phiếu penny, thực ra là em cũng chia sẻ trong cái zoom khách hàng của em những cái lead đấy cho em khách hàng theo dõi, và gần như nó đều tăng. Penny đoạn này thì anh chị chúng ta thấy tăng hết này. Ngày hôm nay em bảo con cổ phiếu của Sam này, con cổ phiếu của Sam tăng cũng rất là tốt đúng không anh chị? OGC này. Đấy, ngày hôm nay thì thực ra là hôm qua có mua con cổ phiếu của DLG một chút rồi. Đấy thì ngày hôm nay em có mua thêm con cổ phiếu DLG và ngày hôm nay là tím anh chị ạ. Đấy, nhìn chung là trong đoạn này thì anh chị em ta có thể chơi cổ phiếu penny được, nhưng mà làm sao anh chị em chúng ta quản trị cái tỷ trọng tham gia một mức vừa phải thôi. Anh chị em chúng ta chơi penny thì anh chị em chúng ta chơi một tỷ trọng nhỏ anh chị nhá. Đừng có ham hố quá mà chúng ta gặp phải những cái rủi ro. Đấy là lời khuyên của em. Tất nhiên anh chị chúng ta có thể chơi bởi vì nó sinh lợi rất là nhanh mà. Và chúng ta đảm bảo yếu tố là vào đúng điểm, được chưa? Thế anh chị nhớ bỏ một chút thời gian ra để like video cũng như đăng ký kênh ủng hộ em. Nếu như những chia sẻ nó thực sự mang lại những cái giá trị cho anh chị trong cái quá trình đầu tư và cái góc nhìn thị trường. Còn anh chị em ta bây giờ chưa xác định được những cái nhóm ngành, những cái cổ phiếu tham gia thì anh chị cứ liên hệ với em, tham gia vào cái dung khách hàng của em thì anh chị sẽ nhận được những cái mã cổ phiếu, những điểm mua để cho anh chị em chúng ta có thể lên tàu sớm nhất, tránh cái nhịp lỡ cái nhịp này của thị trường nhá. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo của em. Và anh chị chúng ta mà tham gia khóa học nhá, anh chị có thể liên hệ với em sẽ hướng dẫn anh chị em chúng ta để tham gia và chúng ta sẽ có những cái kiến thức thực chiến thị trường, và anh chị em chúng ta sẽ biết vì sao chúng ta mua bán những cái cổ phiếu, lọc cổ phiếu ra sao, chọn cổ phiếu tốt nhất trong nhóm ngành ra sao nhé. Cảm ơn anh chị.